Thưa quý vị, sáng nay, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn, Nguyễn Văn Quảng và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Dinh chủ trì hội nghị chuyên đề đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022 và triển khai dịch vụ năm 2023. Theo báo cáo tại hội nghị, Năm 2022, tổng số vốn giải ngân toàn thành phố đạt 6.345 tỷ đồng bằng 115% kế hoạch trung ương giao, cao hơn mức bình quân của cả nước 93% và đạt 85% kế hoạch hội đồng dân dân thành phố giao. Trong đó, kế hoạch vốn năm 2022 bố trí cho 31 công trình dự án động lực trọng điểm là 2.970 tỷ đồng và đã giải ngân 2.796 tỷ đồng, đạt 94,2% và cao hơn mức bình quân của toàn thành phố. Ban quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên giải ngân đạt 100%, có 17 cơ quan đơn vị có tỷ lệ giải ngân đạt 95% trở lên. Có 3 cơ quan đơn vị có tỷ lệ giải ngân dưới 50%. Ngoài các vướng mắc về trình tự, thủ tục thì tiến độ đền bù giải phóng mặt bằng chậm và gặp nhiều khó khăn, không đảm bảo tiến độ làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công và giải ngân kế hoạch vốn đã bố trí cho các công trình dự án như dự án nâng cấp cải tạo đường DT601, tuyến đường vành đai phía Tây tuyến đường vành đai phía tây hai dự án cai tàu nâng cấp đường võ duy ninh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 của thành phố được trung ương và thành phố giao là 7.947 tỷ đồng thành phố đã giao vốn cụ thể cho từng đơn vị địa phương và phân đấu giải ngân đạt 100%, hoàn thành và đưa vào sử dụng 38 công trình, khởi công 24 công trình và phân đấu giải quyết dứt điểm tối thiểu 50% số dự án kéo dài trong nhiều năm qua.